Quang xin kính chào tất cả mọi người. Mọi người cũng biết rồi, thì thời gian gần đây, đặc biệt là ngày hôm nay, đúng không ạ, ngày hôm nay có những cái công bố là Việt Nam chúng ta đã bỏ cái phiếu trắng trên cái Liên Hợp Quốc về cái việc phản đối Nga gì đó mây. Thì y như rằng, đúng không, y rằng tiếp theo là mọi người cũng biết rồi, bất cứ cái đề tài, cái vấn đề gì mà nó khi liên quan tới Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta, thì các anh ba que ba cẳng thì luôn là sốt sắng, luôn sốt sắng để vào châm chọc, bị bôi, kích bác thế này thế nọ thế lọ thế chai, thế này thế nọ thế lọ thế chai. Và đặc biệt nhất nữa, thêm một chuyện nữa, mọi người biết thế nào không ạ? Là giống như thầy Quang nói, trong nước Việt Nam chúng ta nó có những con rận que đó, con rận ba que nó cũng không nằm ngoài cuộc, nó cũng hùa vào dòng đó, vào cái dòng đó để nó lợi dụng cái sự ảnh hưởng của mình thế này. Đặc biệt là những thành phần mà thường xuyên được lên sóng truyền hình, hay là lên những cái game show hay vân vân mây mây, hay cái talk show gì đó, lợi dụng cái sự đại khái là có tiếng của mình chút xíu thì cũng hùa theo. Thì như mọi người cũng biết rồi, cái ý của họ chính là gì, là Việt Nam là nước nhỏ, nếu không ủng hộ thế này thế nọ, phản đối, rồi lỡ sau này là chào anh Hồng Lưu Lý, chào Ngọc Diệu, lỡ sau này Trung Quốc đánh thì ai đứng ra bảo vệ, đúng không, ai đứng ra bảo vệ cho Việt Nam, ai đứng ra bảo vệ Việt Nam. Thì thật ra thì thực quan thì cũng chẳng muốn lôi lại cái quá khứ làm gì, lôi lại cái chuyện lịch sử đã trôi qua để làm gì. Nhưng mà bởi vì thực quan thấy những cái thành phần đó, đa phần là họ có cái tư duy là giống như những người này, và đâu đó là chắc cũng có hậu vệ, hậu tại, hậu gì đó, kính thưa các thứ hậu đó. Thì Thầy Quang muốn mang cái nội dung này để chia sẻ với mọi người, để xem những phần trao độc hành, những cái thành phần đó, họ có nhìn lại, họ có nhìn lại tổ tiên họ hay không, họ có nhìn lại những cái chế độ gì đó mà họ từng tôn thờ, và những cái chế độ đó là cũng chỉ sống gì, sống mang cái tư duy là cứ cầu cứu ngoại bang, trông chờ ngoại bang, hay trông chờ một cái quốc gia nào khác đứng ra để lo cho mình, đúng không ạ? Và họ to còi như thế nào thì đó. Thì nhân tiện cái buổi live hôm nay thì Thầy Quang cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái đoạn clip để cho mọi người có thêm cái chủ đề, có thêm một cái ý tưởng để mọi người cùng chia sẻ với nhau ha mọi người ha. Thì có một bài viết thế này của cái liên quan tới cái nick Hà Ly Trần nha mọi người. Đây, liên quan tới một cái nick Hà Ly Trần. Thì Thầy Quang cũng xin phép mọi người ít phút để chia sẻ về cái bài viết này liên quan tới cái cô này. Bởi vì cô ta đi một cái tattoo nghe rất là chói tai, nó thế nào ấy, nó thế nào ấy. Đây, Thầy Quang xin đọc cho mọi người nha. Quý vị fan cứng đàng hoàng thì không biết là cô ta chia sẻ trên cái trang nào, cái nick là Trần Hà Ly Trần, và cô ta đang tattoo thế này: miệng phản đối chiến tranh ở U, nhưng tay thì bỏ phiếu trắng. Thằng anh trắng là thằng em cũng trắng, thế mới tránh nồi da sáo thịt, huynh đệ tương tàn. Đóng trong ngoặc kép mọi người. Trình làm siết nó lại ở cái tầm, nên trở thành điểm đến du lịch an toàn của dân Nga là đúng rồi. Không cần hiểu nhiều về chính trị các nước, mà chỉ cần xem cách họ bỏ phiếu để biết người biết ta thôi ha. Đó là cái tattoo của cái nick Hà Ly Trần này, và đã bị gặp được rất nhiều sự phản đối, và trong đó có bài viết của Thầy Quang xin chia sẻ với mọi người, và cái sự phản biện của cái tác giả đó. Muốn nói yêu nước nào đó thì trước tiên phải yêu tổ quốc mình. Đến tổ quốc mình mà chị Trần Hà Ly còn bị bôi, xiên xỏ thì tôi không tin chị yêu Nga hay Ukraine đâu. Là một đầu bếp đã từng được mời tham gia chương trình Cà phê sáng với VTV3, sao lại có phát biểu mọi rợ, nông cạn thế hả chị Trần Hà Ly? Việt Nam bỏ phiếu trắng tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phản đối cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Thực chất là Mỹ và NATO, còn Ukraine chỉ là con rối. Là một cách bày tỏ quan điểm đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xác tính và cho phép. Giá trị của nó cũng bằng lá phiếu ủng hộ hoặc phản đối chị Trần Hà Ly ạ. Nói thật, suy nghĩ và phát ngôn của chị hệt như phát ngôn của tổ chức khủng bố Việt Tân và hạ đẳng như đám ba que, đu càng, ba sọc vậy. Xung đột giữa hai quốc gia mà không bên nào đúng tuyệt đối thì chị Trần Hà Ly ủng hộ ai? Hỏi, tức đã trả lời. Đó mọi người. Thật sự thì cá nhân Thơ Quang, khi Thơ Quang xem cái bài viết này, Thơ Quang cảm thấy rất là bức xúc. Bức xúc về cái nhân vật Trần Hà Ly này. Nam là hào đấy. Tại vì cái lời lẽ cô ta dùng, đúng không ạ? Thì rõ ràng thì tác giả đã nói rồi, chẳng khác gì là cái đám khủng bố Việt Tân, rồi cái đám ba que, ba sọc, đu càng gì đó, không khác gì hết. Thật sự đúng không khác gì hết. Nhưng mà ở đây á, cái câu cuối của cái nick Trần Hà Ly này, Thưa Quang thấy tức cười. Thì cô ta nói thế này mọi người: không cần hiểu nhiều về chính trị các nước, mà chỉ cần xem cách họ bỏ phiếu để biết người biết ta thôi. Ghê ha. Tức là không cần hiểu, không cần biết gì hết, mà chỉ cần xem cái cách họ bỏ phiếu thôi là biết rồi. Thần thánh phương nào đây à? Không lẽ bây giờ khi ba que lưu vong 47, 48 năm chuẩn bị là không, thì đã được gọi là bề trên phù hộ độ trì cho hạ thế một nhân vật gọi là Hà Ly Trần hả? Hà Ly Trần để gọi là phổ độ cho đám ba que hay sao? Rất tức cười mọi người, đúng không mọi người? Giống như Thơ Quang nói rồi, mà chúng ta cũng thừa biết rồi, trước đây là rất nhiều nhân vật ất ơ ở đâu á, thật sự ất ơ ở đâu không cần biết. Những cái chuyện mà gọi là đau to búa lớn thì lâu lâu là giật những cái tút rất là gây sự chú ý, mọi người nhớ đúng không ạ? Trong thời buổi dịch bệnh đó thì những cái đám trong showbiz gì đó, những cái thằng diễn viên con đó thì cũng lên những lời lẽ là cái gì không có nghệ sĩ ai do giúp dân ha, ai giúp dân rồi thôi, giận hờn vu vơ thôi, để đợt sau ai làm đi, nghệ sĩ không làm từ thiện nữa, rồi đâu đó rồi những người tay to hơn, ví dụ như là Dũng Khùng gì đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gì đó, có những lời phát ngôn rất là kỳ cục. Nó khổ một cái mọi người nhớ không? Khi mà bắt bẻ họ thì họ thế này họ thế nọ. Đang mờ chung, đúng không? Họ thế này thế nọ. Mà khổ cái thì có thể là có nhiều người cho rằng là họ đánh bóng, lợi dụng cơ hội tạo scandal để tự đánh bóng cho mọi người nhắc lại, đúng không? Nhưng mà mọi người cứ hình dung xem, nếu mà không bị ai phản ứng thì nó thế nào, đúng không? Chắc chắn không phải là đánh bóng được rồi. Cho nên nãy cái bài trước á, tác giả của bài trước cũng nói, có ngoài cái vấn đề đó thì có ý đồ gì, đúng không? Biết đâu có một cái ý đồ nào đó thì sao? Không ai biết được cả, không ai biết được cả. Và thêm một cái nữa, xin lỗi chung chút xíu nha, thêm một cái nữa thì thực quan chiều có xem trên cái trang của anh Lưu Lý, Lưu Lý chia sẻ về cái hình chụp cái ta tốt của cái nick là gì, Châu Tội Phùng hay Phùng Tội Châu vậy, Thực quan không biết nha. Cái lời lẽ nó cũng na ná thì nhân vật đó ở đâu thì Thơ Quang không biết, không biết là ở trong nước hay ở nước ngoài thì Thơ Quang không biết. thì tôi Quang thấy tức cười. Nhưng mà tôi Quang, nếu mà tôi Quang nhớ không sai á, là nhân vật đó là cũng từng ngồi, từng lên những cái like hay những cái kênh YouTube gì đó, làm những cái clip mà nội dung thì nghe cũng ổn lắm, mà không hiểu sao lại có phát biểu như vậy. Thì Quang thấy là giống như hôm qua, đúng không? Ê, hôm qua không có like, mấy bữa trước có like trước, chúng ta từng làm like, thôi Quang cũng từng nói rồi. Càng ngày á, những cái con người nó càng thể hiện, tức là vì những cái thành phần á, những thành phần là nó bản chất của họ như thế nào, mưu đồ của họ ra sao ha, với cái đất nước này, với cái chính quyền này, thì ngày họ càng thể hiện ra hết, bộc lộ ra hết. Và đặc biệt là trong cái chuyện mà giữa Ukraine và Nga này, nó càng nhiều nữa. Thậm chí nó có những liên quan tới một vài cái tài sản thế kỷ, liên quan thế kỷ luôn. Vậy mọi người, thì hôm nay tôi Quang làm like để chủ đề thì mục đích chính là xoáy vào vấn đề là những cái đối tượng, những cái hội nhóm, những thành phần mà bị bôi xỉa xói Việt Nam khi Việt Nam bỏ phiếu trắng ha, ở Đại đồng Liên Quốc, và họ luôn mang cái tư duy tư tưởng là lỡ sau này có ai bật cờ gì đó, ai đứng ra giúp. Thì hôm nay cái chủ đề theo Quang đưa ra là như vậy, và cũng rất mừng là khách mời đã lên chia sẻ rất là tốt. Vậy ha mọi người ha, như thầy Quang cũng nói, chắc thầy Quang sẽ làm like nó ngắn lại, bởi vì còn dành thời gian cho sức khỏe nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live tối nay, làm rõ ra được đặc tính của bà que, đặc tính của bà que rồi. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Bye bye.